Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ sáu ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử. Khánh Hòa nhiều giải pháp tăng cường hỗ trợ xuất khẩu. Phú Yên bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nghệ thuật bài chòi. Đã đến lúc cần có giải pháp chống xét bài bản ở Nam Trung Bộ và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Năm 2022, tỉnh Ninh Thuận sẽ chi 716,4 triệu đồng để phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu đưa mua sắm trực tuyến trở thành hình thức mua hàng phổ biến của người tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng khu vực thương mại, dịch vụ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Theo đó, tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm của tỉnh, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu trực tuyến, gồm website, hệ thống email, fanpage trên Facebook, landing page, phục vụ cho hoạt động quảng bá sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh trực tuyến, cung cấp kiến thức pháp luật về thương mại điện tử nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ về thương mại điện tử cho cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp kinh doanh từ thương mại điện tử. Với mục tiêu phấn đấu hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, ngành thuế Ninh Thuận đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện hóa đơn điện tử. Tính đến ngày 25 tháng 5, tỉnh Ninh Thuận có 2.583 trên 3.012 tổ chức doanh nghiệp cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử, đạt 85,76%. Trong đó, đa số doanh nghiệp đều đánh giá việc sử dụng hóa đơn điện tử có nhiều ưu điểm hơn so với hóa đơn giấy trước đây, như quá trình xử lý nhanh, thuận tiện hơn cho việc hạch toán, kế toán, lưu trữ, đối chiếu dữ liệu trên hệ thống. Việc cung cấp hóa đơn điện tử cho khách hàng nhanh chóng, thuận lợi qua email, tin nhắn và có thể kiểm tra, đối chiếu ngay trên hệ thống của cơ quan thuế. Để hoàn thành mục tiêu đến hết ngày 30 tháng 6, 100% doanh nghiệp tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, ngành thuế tỉnh Ninh Thuận đang tăng cường tuyên truyền về chính sách lợi ích của hóa đơn điện tử, vận động các doanh nghiệp, người nộp thuế đăng ký thực hiện hóa đơn điện tử, đồng thời tổ chức tiếp nhận xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử của người nộp thuế, hướng dẫn hỗ trợ người nộp thuế về chính sách, quy trình, phần mềm hóa đơn điện tử qua đường dây nóng và kênh hỗ trợ điện tử. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành đề án xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, mô hình đô thị thông minh thành phố Phan Rang Tháp Chàm sẽ cung cấp các dịch vụ công, công ích, chất lượng, kịp thời phục vụ người dân doanh nghiệp để nâng cao cuộc sống của người dân, từ đó tạo môi trường minh bạch thuận lợi để thu hút mạnh mẽ các dự án đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Để thực hiện đề án, thành phố Phan Rang Tháp Chàm sẽ ưu tiên tập trung xây dựng các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng đô thị thông minh, các trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh IOC, hệ thống quản lý văn bản điều hành, báo cáo, thông tin kinh tế xã hội, quy hoạch đất đai, hệ thống quản lý an ninh trật tự, xây dựng các ứng dụng phục vụ người dân doanh nghiệp như hệ thống một cửa, wifi công cộng, quan trắc môi trường, hệ thống du lịch thông minh, dự kiến chi phí để thực hiện đề án là 55 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, để thích ứng với trạng thái bình thường mới, lĩnh vực du lịch đang chuyển dịch ngày càng mạnh mẽ, quyết liệt hơn nhờ vào công nghệ số. Hầu hết các doanh nghiệp lữ hành du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đều lựa chọn áp dụng công nghệ với những tính năng hiện đại, vừa quảng bá rộng rãi được thông tin đến du khách, vừa tiết kiệm được thời gian, vừa tối ưu hóa hiệu suất làm việc. Kể từ khi Ninh Thuận mở cửa đón khách du lịch trở lại, du khách đến với resort Hoàng Mỹ Ninh Thuận ngày càng tăng. Trong đó, phần lớn khách du lịch đều tiếp cận và đăng ký dịch vụ của resort qua các kênh trực tuyến. Trước khi đến du lịch Ninh Thuận thì không chỉ riêng du khách mà các đơn vị lữ hành cũng vậy, họ nắm bắt được những cái thông tin đó thì có thể là họ sẽ biết được cái điểm đến đó như thế nào, giá cả dịch vụ cập nhật mới như thế nào và ở đó ăn uống chất lượng hay là lưu trú chất lượng 5 sao hay 4 sao thì sẽ dễ tiếp cận hơn. Dạ, thì cũng nhờ cái sự quảng bá thông tin đó thì nhiều người biết đến nhiều hơn, cũng như là họ có sự lựa chọn với những cái đơn vị lưu trú mới hoặc là chất lượng cao. Đón đầu xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, Resort Hoàng Mỹ Ninh Thuận đã sớm đầu tư các phần mềm quản lý hoạt động khách sạn hiện đại.
Đồng thời, đăng ký sử dụng hệ thống Simender với 400 kênh quảng bá kết nối với các quốc gia trên thế giới để giới thiệu các dịch vụ của resort. Qua đó, du khách có thể truy cập tìm kiếm thông tin đặt phòng, thanh toán trực tuyến, đánh giá dịch vụ sau trải nghiệm bất cứ ở đâu, tại bất kỳ thời điểm nào, từ các thiết bị cầm tay hoặc máy tính có kết nối Internet. Với kênh quảng bá này, công suất phòng tại resort luôn đạt hơn 70%. Chúng tôi mua cái hệ thống SiteMinder của nước ngoài. Nó có 400 kênh quảng cáo khắp thế giới. Để mà chúng tôi, cái thứ nhất là quảng bá cái resort này, cái điểm đến này, Hoàng Mỹ Resort này. Và cái thứ hai là nó quảng bá luôn cái địa danh Bình Sơn cũng như Ninh Chữ và Ninh Thuận ra 400 kênh quảng bá của thế giới. Ví dụ như chúng tôi có những cái sản phẩm bán cho khách hàng trong dịp lễ 30/4 1 tháng 5 vừa rồi, thì chúng tôi đưa lên trong vòng 2-3 tuần thôi là đã có khách book rất nhiều. Thông qua việc quảng bá dịch vụ trang trực tuyến như dulichviet.com.vn, todo.vn hay mytour.vn, từ đầu năm đến nay, công suất phòng tại Green Hotel tại Ninh Thuận luôn đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, Green Hotel còn duy trì việc cập nhật các dịch vụ mới của khách sạn trên các nền tảng Facebook, Zalo, giúp khách dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận các thông tin, ăn nghỉ phù hợp với nhu cầu. Cái nguồn khách của những cái trang đó thì cũng đến với khách sạn chúng tôi rất là nhiều. Những khách mà đã chưa tới Ninh Thuận thì họ sẽ tìm những cái trang đó thì sẽ đến với, và cái công suất thì lúc nào khách cũng đạt hiệu quả. Du lịch là một trong những lĩnh vực được tỉnh ưu tiên trong thực hiện chuyển đổi số. Với mục tiêu đưa du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai thác hiệu quả fanpage du lịch Ninh Thuận trên mạng xã hội Facebook để quảng bá giới thiệu các điểm đến cùng với cổng thông tin du lịch tại địa chỉ website ninhthuantourism.vn với ứng dụng Ninh Thuận Tourism. Từ đó thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Ninh Thuận. 4 tháng đầu năm 2022, Ninh Thuận đã đón hơn 790.600 lượt khách, đạt 41,4% so với kế hoạch năm 2022. Đầu tư cơ sở hạ tầng trong các cái phòng cũng như là đơn vị trực thuộc để đồng bộ trong cái khi mà chúng ta chuyển qua cái vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Thứ hai nữa là đẩy mạnh cái vấn đề hướng dẫn cho các cái cơ sở, các cái doanh nghiệp kinh doanh du lịch mạnh dạng đầu tư các cái trang thiết bị cũng như là ứng dụng công nghệ thông tin vào cái vấn đề phát triển du lịch. Trong xu thế số hóa, những người làm du lịch ở Ninh Thuận cũng đang nhanh chóng số hóa nhằm phục vụ tốt cho việc quản lý vận hành, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, góp phần thúc đẩy du lịch Ninh Thuận ngày càng phát triển. Ngành công thương Khánh Hòa đang tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, đối ngoại kinh tế, trang bị kiến thức hội nhập quốc tế để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp có chỗ đứng trên thị trường xuất khẩu. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh tăng hơn 28%. Trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, tỉnh Khánh Hòa cùng với ngành công thương đã thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tìm kiếm mở rộng thị trường nước ngoài, đồng thời xây dựng chính sách xúc tiến thương mại dài hạn theo chuỗi từ khâu phát triển sản phẩm, xúc tiến đầu tư, phát triển thương hiệu, phát triển thị trường xuất khẩu. Các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thủy sản cũng cần chú ý nuôi trồng những sản phẩm đạt chất lượng để đảm bảo các tiêu chuẩn để xuất ra thị trường nước ngoài. Ngành nông nghiệp cần làm công tác quy hoạch vùng nuôi trồng, các mã số vùng trồng. Hiện nay đối với các nước, kể cả thị trường Trung Quốc, cũng đang tiến tới xuất khẩu chính ngạch tất cả các loại hàng nông thủy sản. Vì thế, các doanh nghiệp phải có chứng nhận xuất xứ hàng hóa, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm và kiểm dịch COVID-19. Những điều kiện ràng buộc này rất quan trọng đối với hàng hóa xuất khẩu, cần được sự hướng dẫn hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Nghề biển đang đối mặt với nhiều khó khăn, đoàn kết cùng nhau ra khơi là cách mà ngư dân Quảng Ngãi nỗ lực vượt khó. Tàu thuyền trong tổ đội đoàn kết tương trợ nhau trong việc tìm luồng cá để tiết kiệm chi phí nhiên liệu, nâng cao hiệu quả sản xuất và kịp thời giúp đỡ nhau khi không may xảy ra hoạn nạn, sự cố bất ngờ trong quá trình đánh bắt trên biển. Ngư trường Hoàng Sa vẫn là địa điểm khai thác thủy sản quen thuộc của các ngư dân tỉnh Quảng Ngãi. Những ngư dân này đã không chọn cách đi riêng lẻ mà đi theo tổ, đội với nhiều tàu cá khởi hành cùng lúc.
Thiết bị thông tin liên lạc, máy bộ đàm, máy định vị được ngư dân lắp đặt đầy đủ trước khi ra khơi để kết nối liên lạc thường xuyên giữa các tàu trong tổ, đội. Các cơ quan chức năng ở bờ cũng dễ dàng theo dõi hoạt động khai thác trên biển đúng quy định. Đồng đạo là cũng như một gia đình vậy, đi lòm có là kêu, lỡ có bị đủ cái gì mái mát hay là tàu đóng quắc gì đó là mình cũng kêu tới để đông chiếc người ta. Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lực lượng bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi tình hình khai thác thủy sản của ngư dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ngư dân và động viên giúp đỡ kịp thời các ngư dân không may xảy ra tai nạn. Tỉnh Quảng Ngãi cũng kêu gọi ngư dân phát huy hiệu quả của gần 300 tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển, tổ đội sản xuất trên biển, đoàn kết vươn khơi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt kế hoạch triển khai đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2022 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức khảo sát, kiểm kê di sản nghệ thuật bài chòi và các tập quán nghi lễ truyền thống tốt đẹp gắn với di sản nghệ thuật bài chòi tại thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, thị xã Đông Hòa, các huyện Phú Hòa, Tuy An, Tuy Hòa. Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các câu lạc bộ bài chòi, cho cán bộ văn hóa cơ sở, nghệ nhân, diễn viên các câu lạc bộ bài chòi trên địa bàn tỉnh. Tổ chức liên hoan nghệ thuật bài chòi cấp tỉnh tại thành phố Tuy Hòa. Trình diễn di sản nghệ thuật bài chòi kết hợp với một số loại hình nghệ thuật truyền thống tại thị xã Đông Hòa và huyện Phú Hòa. Tích hợp nội dung di sản nghệ thuật bài chòi vào tài liệu giáo dục ở địa phương. Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2017. Kế hoạch của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nhằm mục đích bảo tồn, gìn giữ, kế thừa và phát huy có chọn lọc giá trị di sản văn hóa nghệ thuật bài chòi trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu nhận thức và hưởng thụ văn hóa tại địa phương, đồng thời gắn kết di sản văn hóa với phát triển du lịch. Thưa quý vị và các bạn, khu vực nông thôn miền núi của tỉnh Ninh Thuận có địa hình bị chia cắt bởi hệ thống kênh mương, sông, suối. Điều này đã gây không ít khó khăn trong việc lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế. Từ năm 2019, dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương gọi tắt là dự án ELRAM do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư đã hỗ trợ Ninh Thuận xây dựng hàng chục cái cầu dân sinh ở khu vực nông thôn miền núi. Qua đó không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn giúp khu vực nông thôn miền núi của tỉnh Ninh Thuận từng bước phát triển. Suối Lăng Ké nằm ngay dưới cửa xã của hồ Lanh Ra ở xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, chỉ dài khoảng 30 mét, nhưng nó như một vật cản làm gián đoạn hoạt động sản xuất của người dân nơi đây. Mùa khô con suối đầy bùn trơn trượt, mùa mưa nước đổ về như lũ ống, vận chuyển nông sản rất khó khăn nên người dân không dám mở rộng sản xuất. Năm nay, cầu Lăng Ké được xây dựng đưa vào sử dụng tạo động lực cho người dân phát triển sản xuất. Có cái cầu đi cũng được, sướng rồi, khỏe rồi. Còn mấy năm trước thì đi nó khổ lắm. Phải mưa xuống rồi phải chờ nước xuống hết không có gì. Còn đây là đập tràn Tầm Rá, nối giữa xã Phước Vinh với xã Phước Thái, huyện Ninh Phước. Rêu bám đầy đập tràn, khi qua lại khu vực này, nếu không chú ý, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi cầu Tầm Rá được đưa vào sử dụng, người dân nơi đây rất phấn khởi. Có cầu rất thuận lợi cho dân ở địa phương đây, và dân hai bên luôn, liên xã. Họ qua là có cầu là số 1 rồi, nhưng mà hồi xưa còn cái bờ tràn này á, là họ qua rất là tí, rất nhiều người. Có thể là một ngày tí 5-7 người, 10 người cũng có. Nhưng mà lúc có xảy ra tai nạn gãy chân được, còn nước suối giờ lớn á, thì có người trôi. Đi qua đây, lội qua là trôi xuống có chết người rồi. Xã Phước Vinh là vùng bán sơn địa hình bị chia cắt bởi các con sông suối có độ dốc cao. Điều này đã gây không ít khó khăn cho người dân trong lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất. Đây là lý do xã Phước Vinh được dự án ELRAM ưu tiên xây dựng hai cây cầu. Bình quân mỗi cây cầu có giá trị xây dựng khoảng 2,7 tỷ đồng. Nhưng đã tạo ra động lực rất lớn thúc đẩy kinh tế xã hội của xã Phước Vinh và các xã lân cận cùng phát triển. Trước đây mà khi chưa có hai cái cầu bắc ngang qua suối thì đây là cũng là một cái nỗi lo của địa phương, thì nó sẽ làm
mất đi cái an toàn trong những cái mùa mưa bão sẽ gây khó khăn cho bà con đi lại và có thể dẫn đến những cái trường hợp là lũ cuốn trôi. Bên cạnh đó thì sau khi hoàn thành hai cây cầu này thì giúp cho bà con nhân dân địa phương có thể đảm bảo an toàn trong cái việc đi lại trong cái vùng sản xuất. Cái thứ hai nữa là vận chuyển hàng hóa được thuận lợi. Thì sau khi những cái cầu này xây dựng xong thì việc đi lại của bà con rất là thuận tiện, không những góp phần xây dựng cái bộ mặt nông thôn mới cũng như là nó còn là phát triển đời sống kinh tế của bà con, đặc biệt là những vùng này là những vùng xa xôi và có đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi đã thống kê tất cả các cái khoảng chừng 40 mấy cái vị trí cầu để mà tiếp tục kiến nghị để đầu tư thì khi có cái nguồn vốn. Từ năm 2019 đến nay, dự án El Ram đã hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận trên 52 tỷ đồng xây dựng 16 cây cầu dân sinh ở khu vực nông thôn miền núi, tập trung ở 3 huyện Ninh Phước, Ninh Sơn và Bắc Ái. Những cây cầu dân sinh này không chỉ đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông, mà còn có tính kết nối liên xã liên vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn miền núi. Do tác động của biến đổi khí hậu, những năm qua, thiên tai diễn biến bất thường và có xu hướng cực đoan đã làm cho lũ lụt mưa bão trở nên nghiêm trọng hơn. Đặc biệt tỉnh Kon Tum lần đầu tiên xuất hiện loại hình thiên tai mới, đó là hiện tượng động đất. Từ đầu năm đến nay, hiện tượng động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong và các vùng lân cận có tần suất xảy ra thường xuyên với hơn 60 trận. Tuy nhiên, trước tình hình động đất trên địa bàn, huyện Kon Plong đã chủ động điều chỉnh, bổ sung phương án phòng chống thiên tai năm 2022, xây dựng các phương án ứng phó với cấp độ rủi ro thiên tai trong tình hình mới, ban hành sổ tay hướng dẫn về thông tin ảnh hưởng và công tác phòng tránh, ứng phó động đất trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, vận hành, điều hành các công trình thủy điện. Ủy ban dân tỉnh sẽ tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị khu vực để sơ tán cho những người dân, chủ động xây dựng kế hoạch sơ tán cho từng thôn làng và sẵn sàng triển khai khi động đất xảy ra, và có kế hoạch chuẩn bị các lực lượng tại chỗ để hỗ trợ ứng phó kịp thời khi tình huống xảy ra, đồng thời cũng có kế hoạch huy động các lực lượng vũ trang hỗ trợ. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, lượng mưa trong năm 2022 có xu hướng gia tăng và khả năng đến sớm hơn so với quy luật nhiều năm. Điều này đòi hỏi các địa phương và các đơn vị cần nhanh chóng triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Trung bình mỗi năm, cả nước có 40 người thiệt mạng do sét đánh. Riêng năm nay, cùng với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, đã có nhiều người thiệt mạng do dông sét. Khu vực Nam Trung Bộ thời gian này trong năm cũng là mùa dông sét. Ai cũng sợ, ai cũng biết là phải tìm cách né tránh hiểm họa dông sét. Thế nhưng liên tục những năm qua, không địa phương này thì địa phương khác thường xảy ra những trường hợp thương vong do sét đánh. Nạn nhân đa phần là người dân vùng quê hoặc không kịp tìm nơi trú ẩn an toàn hoặc chưa biết cách ứng phó khi trời làm dông sét. Trung tuần tháng 4 vừa qua, dông lốc sét trên cả nước đã làm 12 người thiệt mạng. Nhiều ý kiến cho rằng đối với những vùng thường bị sét đánh đã đến lúc cần có giải pháp chống sét bài bản. Bản tin 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau.
Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi có mưa dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm, mây thay đổi chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi có mưa dông vài nơi ở vùng núi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m, biển động.